Con cho em vài trái bưởi đi. Bưởi da xanh. Này. Thấy cái nào da mỏng mỏng rồi. Bưởi bà cầm nó nặng vậy nè bà ăn nó mới ngon. Thôi trái này không ngon. Cái trái mỏng mỏng kia, cái trái mà cái vỏ mỏng mỏng rồi đó, trái đó đó. Ừ. Đó ngon không? Nó nhỏ thôi chứ ngon thôi. Ừ, trái này ngon. Cái này ngon nè, này... cầm thử coi. Trái này nó nặng. Ừ. Này mỏng mà nhỏ này được không? Được. Bữa bự nhỏ gì ăn cũng được, miếng ngon là được rồi. Mỏng được rồi ha. Em không thích bự. Nhiều người em đưa nhỏ cho cái đó bộ bà để bự rồi bán cho người ta. Nó nhỏ có vỏ rồi. Ê, cái trái này vậy? Cái này ngon không? Ừ. Bưởi ăn thôi. Ừ, cái này ngon mà. Cái nhỏ nhỏ thì bán rẻ thôi bà ơi. Bớt đi. Có 2.000 quà sao chẳng hả? Mua sữa cho em uống. Rồi bớt đi, lấy nguyên sọt luôn. Đúng không? Để coi nguyên sọt luôn mà, khỏi lựa. Bớt cho 2.000 được không ha? Bớt cho 2.000 được không? 2.000 là nhiêu cái? Là 28.000 cái, còn lợi 2.000 à. 25.000 đi. 26.000 bán 25.000 hết tiền. 25.000 đi mua nguyên sọt không? Được không? Bán cái hết tiền. Trời ơi. Hết tiền, hết tiền. Mua cho nguyên sọt khỏi lựa. Nhanh gọn lẹ. Tát nha. Không, nó có cắn đâu, hiền lắm. Mua đi. Mua đi dành ăn. Sao cái này nó có xanh xanh này là gì chị? Nè, cái nào không có. Bị có gì vậy? Xanh mà, hả? Ý là em nói có cái đốm xanh xanh này nè. Cái mục của nó nè, chị thấy không? Cái nào không có? Mục hả? Ừ, nè, có cái đá này, mục của nó mà bự này kìa không? Ừ. Này bao nhiêu ký? Gỗ này nhiêu ký vậy? Nhiều à. Ê đại đi, không có sao đâu, nó không có cắn đâu, nó hiền to. Trời ơi, liệt cái cân luôn à. Từ từ. Cái này 18,8 nè. Ừ. Ra đi, tôi đã thích cân.
mới đem qua mới nấu. Vậy hả? Nhiều lít. Nhiều lắm. Lít 25.000 luôn đấy. Nguyên dòng sông này mà chỉ uống. Cái à, em 5 lít đi. Không bao giờ. Ôi xù thằng kia có bán gà kìa. Hả? Mua mua mua, chờ xíu. Chứ sao giờ gặp mặt em đưa tao lại nha. Trời ơi. Bà kỳ quá, cũng kêu trả canh mà có cái nào em trả đâu. Để trả tiền cho bả ra đi. Cho bả đi bán đi. Cái chị. Kịch không trang có thấy đâu. Đừng quay chị. Ai biết ai đâu sợ. Biết không biết quay mấy con đây là ai cũng biết. Vậy hả? Chị thống nha. Chị thống à. Đây em trả sống sống hả chị? 5.000 tắc. Cái này nhiêu ký? 3 ký 20 ngàn hả? Lóc neo thôi vậy mà không quay lên rồi ta. Em về cái em đi chích vaccine rồi tùm lum la, nó hành về không biết có thời gian để mà làm nổi không nữa nè. Em mới chích có mũi à, chuẩn bị về chích mũi 2 nè. Anh hả? Mỹ. Điện của anh nè, chích cái hành muốn chết luôn. Dạ, anh nó đỡ hơn. Về đâu? Ủa quên, em hả về mới tho. Tắc này cũ rồi. Đó em thấy có trái hư kìa. Nước mà nước nó vô không có trái vậy đó. Dịch này có đi lên bờ được đâu, hết bóng chân. Em nói với chị nó mới ngồi bóng chân bên chẳng. Trời. 5 ngàn. Bán gì cho luôn. Ừ. Rồi cảm ơn. Có đá gì ghê trời. Con cái sọt vô đưa cái sọt con về đến con. Trời thật con ơi. Cô ơi lấy cho con vài lọng mùi ngót đi. Trời ơi con chó nó đi cứ. Thấy thường hết sức không? Con có mấy tắm gội đầu sấy được nó. Dạ lấy con 2 lọn được rồi. Bà con ký hay vậy? Ta cầm ta đưa mẹ bắp chuối đó chưa? Bắp chuối gì vô cô? Nó con cái bắp chuối đó luôn đi. Thôi một cái à. Thôi thôi lấy hết 2 cái luôn đi. Vậy dưới nữa. Đây đồ nhân lòng sao không? Thật nhân lòng hả? Lòng ăn bổ. Vậy ngủ. Thôi lấy con bịch đó luôn đi. Trời ơi nước không vậy? Nước nôi không vậy? Con bịch đó luôn đi. Ừ. Không, không cần đi bà nội. Nhiêu tiền? Này 20 ngàn á. 20 chí này nhiêu tiền nữa? 30 hay 50. Hết luôn 50 hả? Dạ vậy hả? À cho tiền ngồi đi luôn. Vừa vô không? Dạ không, con không vừa bà. Vừa giờ ở nhà vừa nhiều lắm về hái ăn, hái uống à. Không có mua. Ơi nè. Cái gì? Vé số, vé số, sáng mua chiều sổ đây. Sáng mua chiều. 80. Mua vé số đi không thiền trấn ơi. Anh Nguyên mua 2 tờ đi em trả tiền á. Mua 2 tờ đi. Mình mua 1.20. Thôi, 9 luôn. 9 luôn. 2 tèo nè. Ở dưới xà lan mà lâu lâu thấy người bán vé số mừng lắm. Hôm qua em kia thấy anh Nguyên. Hôm qua em kia em nằm ba em thấy em trúng số á. Mua 2 tờ không trúng ai nè. Em bảo thấy trúng số luôn, đắt ra bằng 5 lần. Mấy tờ? 5 tờ. Anh Nguyên mấy tờ? Nè anh Nguyên lựa đi. Anh mua 5 tờ em tự xe. Số đây, vé số đây, không lấy cái sọt luôn hả? Thấy chưa, em bán cho chị được 10 tờ rồi nè. 10 tờ. Đây có bà chủ. Giờ mua 2 cái xuồng kia xong qua cái xuồng bên này có bán gì không? Đồ này chắc lẩu sẽ có hột vịt lạ, hột vịt lộn với gà. Hột vịt lộn nhiêu chục? 40 ngàn. Ngon không? Ngon không? Chị mới con bự nữa. Ơi. Con bự hay con nhỏ chị? Con vừa ăn úp mề vừa ăn. Úp mề luôn hả? Mới lấy mua con găm xuống nè. Lấy cho em chục vịt lộn luôn đi. Hôm nay đi hàng chậm quá, ăn cháo lộn rồi. Còn gà nhiêu ký? Gà 120 gà đất. Có con nào đẻ không? Có chứ. Nước hộp chưa? Nước hộp. Nuôi đẻ chứ không có nuôi ăn. Ôi con gà đó cái mặt nó quạo dữ. Cái mặt đen xuống. Đá vô chợ mua rau cải gì không? Không không, em không lên bờ. Không có mua không, chị mua. À không không. Có 23 ký.
Kênh Nguyên nè mọi người. Kênh cái gõ bưởi cái mặt đỏ luôn. Vô, đổ đại trong nhà đi đặng trả cái sọt ra cho bà. Rồi. Nhiêu chục? 45.000 rồi lấy chục. Thôi. Cái xuồng này bán đồ ít hơn mấy xuồng kia, hộp dịch. Chị giao đồ cho tàu dầu hết rồi. Nha hả? Chị lấy qua một hai cỡ 200 vừa chị bán hết, chị giao tàu dầu lấy chưa nè. Dạ. Mỗi tiệm qua nó tốt hai sọt thì cũng hết luôn. Vậy là cái bà này bán quá đắt rồi. Tại vì chị nhờ mối về phải không? Dạ. Mới hồi nãy qua chị bán 18.000 lấy, mỗi nãy mà đẻ không bước không nãy nữa. Em hả? Em trả rồi. Ừ. Cho anh đó, chiều chúng đưa em 3 tờ thôi. Rồi. Nói cho em dùm chị. Chị cảm ơn nha. Rớt hộp chưa? Rớt hộp cái này đẻ nè. Hai con dưới đẻ. Con này là tơ nè. Ừ. Gà đấm gặt ghi luôn. Gà nồi mình đó. Gà đấm gặt ghi luôn. Đây. Thở coi gà. Dễ dùng gì có cái gì đó nó thầy gà. Gà vườn. Rồi, cảm ơn bà chủ. Lấy em hai con gà đi, hai gà mới đẻ đi. Bữa nhiêu ký? Bữa hả? Thôi cái gì vậy? Hai cái đứa này hả? Hôm nay dịch rồi buôn bán bình thường hả chị Kiều? Chỉ thị 19 là bán lại được bình thường, không có chị nghỉ 2 tháng luôn. Vậy hả? À, sao hả? Dạng như chỉ thị 15 cộng rồi thôi, chị không có. Ừ. Rửa gà mới đẻ nha. Thôi giả một cái à. Còn cam này bán sao? Cam 5 kg thì chị lấy 7 trong nhà. Còn đẻ thì ký 15.000 ký hả? Con đi, con dựng cái gửi tới lại à. Thôi lấy hai con à, đang tại em mua về em cúng cái chuồng nhỏ xíu à. Đẻ hai lứa không à? Hai lứa không? Bà dụ tôi hoài luôn á. Toàn là gà mái đẻ về mần, toàn gà mái tơ không. Con này đẻ đúng nè. Con này. Con này mới đẻ. Con này lứa, con này hai lứa nè. Ừ. Con gà đen nó ngon đó, không còn nào hai lứa hả? Còn hai lứa còn nữa. Ừ, bắt con em hai con cho em con hai lứa đi, em khoái gà già hả? Càng già em càng mê, đừng sợ. Cái xuồng dàm này của chị Kiều mà bình thường ngon hay mua á mọi người. Trời đất ơi. Bình thường ngon hay mua gà của chị Kiều á. Hai con thôi chị Kiều. Hả? Sống hả? Sông lắc.
Ôi nè, con này quá im nè. Rồi nè, hai mẹ già nè. Mẹ bốn con đây. Thôi lấy hai gà mái đen đi. Cầm thử coi biết ngon luôn. Thôi em lấy hai gà mái đen đi kìa. Gà nào muốn lấy gà nào. Ừ, hai con đen đi. Đó, hai đen đó đó. Hai đen này phải không? Ừ. Hai này cũng ngon cực kỳ luôn, luôn nó nu à. Ừ, con này cũng ngon nữa. Mà cái chuồng em không có chỗ để, thôi con này em không khoái à. Ừ. Cái chuồng em không có chỗ để nè. Gà này ngon ngon. Ừ, gà này ngon nè. Ba coi con này cũng ngon. Nó chung bậy của nó không ừ. Không có đá lộn. Vợ chồng em bốn con gà ở trong á. Vậy đó hả? Ừ, tại em mua thêm hai con á. Bây giờ bắt hai này hay là ừ. Bắt này ha. Bắt hai con đen đó đi. Gì vậy con? Nó mổ này bây giờ á. Đúng không? Nó mổ bây giờ. Giá nó mua mắc tiền không? Này hả? 4 5 triệu con. Vậy đó hả? Ừ. Lông, cái lông nó đã ghê ha. Ừ. Con kia mới cạo lông. Lấy cho em 2 kg cam đi chị kìa. Rửa mấy cái 70.000. 5 kg hả? Mua không có chỗ để nữa đó chứ, tủ lạnh em này nhóc hết trơn rồi. 5 kg 70.000 hả? 75 mà chị lấy 70 à. Cho em xuống em lựa đi mua. Đi xuống xuồng lựa cam thôi. Đây. Ôi, 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 ôi. Có điện máy vậy? À, thì cũng được hả? Thì giờ nó đang con tiền khỏi cũng được hả? Ôi, cam ngon quá. Rồi. Nào giờ nói điện hả nha. À. Cam quá ngon. Cam mới ấy qua có mấy cái đỏ đỏ này là cam chị cam cũ. Cam cũ hả? Ừ, còn cam mới thường mấy cái là xanh. Ừ. Mới thì chị qua hai. Ôi chị Kiều hôm nay không quán hồng lộn hả? Hồng dịch lộn chị không có. Cái sao bán ngoài nắng này chết trơn. Chết ăn. Con hả? Ừ, với ta ăn với ta mắng vốn nên chị không không thợ vậy chị không lấy. Trời ơi. Còn cam mới hả? Cam này cam da cám này mới ngon. Da mũi dánh à? Ừ. 7 kg được rồi chị Kiều ơi. Chưa đâu, 5 kg chưa, bọc đầy nhóc luôn. Dư. Bọc tiền để ăn ơi. Ừ. Rồi. Hai bịch đi. Này bịch này mấy kg rồi? Để bọc nó 4 kg đi. Này này bọc kia mình đi. Mấy kg à? Rồi 4 kg đó. 4 kg. Này, rồi. Giờ tủ lạnh em không có chỗ để kìa, tại vì giờ em dự trữ đồ ăn không à. Đừng để tủ lạnh. Để tủ lạnh có hơi nước chứ đầu nó bị hư. Tại biết sao không? Bữa giờ em đâu có đi lên bờ em mua đồ ăn em dự trữ với xà lan nhiều lắm. Dự trữ để dành ăn á. Dịch này nghỉ có nghỉ không hay là đi thường luôn? Em cũng đi bình thường à. Mà đi chậm hơn. À, đi đường khác đó nha. Ngang đây sao chị không gặp. Ít có em ít có về đây đó. Lâu lắm rồi mới về đây. Trời ơi, trái mít nó thơm. Chắc được. Cây thôi. Đúng chưa? 2 kg, 6 kg. Cái đại luôn 6 kg. 6 kg. 5 kg, 75 với 15, 80, 90. 200 kg thêm 2 trái nè. 90 ngàn. Nó thái không? Chị thử cho. Cả nhà ơi, 90 ngàn cam. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Em không có thích ăn mít. Bữa giờ dịch xà lan đi đường này nhiều không kia kìa. Đi cũng nhiều. Cũng đi như bình thường ha. Chị nghỉ 2 tháng. Nghỉ 2 tháng là thấy dịch quá sợ hay gì? Cũng như chị sợ thôi. Chứ ừ. Đầu tại giờ đó là cái cũng như cái phúc của chị là nó phong tỏa. Ừ. Nó phong tỏa là ở nó liên lị là cũng như chung xã tao với chung thôi chứ ấp thì nó không có nha. Ấp là có người bệnh hả? Hả? Có người bệnh hả? Cũng như có F0 mà nó nằm ở trong cái nhà. Các bạn ha. Bye bye. Bye. Chứ sao gặp lại, dạ. Biết lâu mới gặp á. Dạ, lâu lắm mày không đi tiếng này, đi tiếng bên Thông Tiền không ạ? À? Ừ thì bảo biết lâu mới gặp á, nãy chị thấy đi ngang á, trước chị hỏi mua gì không? Em tính ra nãy, nói rồi, ông tính đi luôn. Mấy hoành đại, ừ. Thấy chị đi ra, nói chung dạy em điện cái gì? Ừ, rồi giác đầu chị chạy lên tỉnh đi điện, cái đầu chị chạy xuống. Dạ, dạ, ừ. Rồi em cảm ơn ha. Rồi, rồi, cảm ơn hai kinh luôn. Nay hết đồ luôn rồi hả? Thông tỉnh á, quyện với tỉnh có đi được, khá tỉnh không kìa? Ừ. Thì tính ra nó cho mấy người bán dưới sông vậy là cũng quý rồi đó chứ. Mà nội trong tỉnh nó ra ngoài tỉnh nó cho đâu. Dạ. Vậy
Trời nghỉ 2 tháng chứ trời tôi thấy chán chát luôn. Nó đâu có đợi bắt được cái gì đâu. Dạ. Quá chừng cái xuồng cái gì kìa mất lái quá chừng luôn nè. Gặp mẹ em rồi, mẹ em mê rồi. Biết đâu luôn không gặp chị luôn á. Ủa hả, mẹ em có về mẹ em đi ngang đây nó tim. Kia chị ví dụ như có mua gì có điện đi ngang nhà chị vào chị. Ừ. Thôi chị đi nha.